Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2021, thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà về cái bản tin COVID-19 ở tại tỉnh Vĩnh Long trong sáng ngày hôm nay. Thì cả nhà, trước tiên là mình phải chia sẻ với cả nhà là ở Vĩnh Long là mưa, một trận mưa rất là lớn hồi khuya tới giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bây giờ là 7:52 buổi sáng nha cả nhà. Thì bản tin COVID-19 ở tại tỉnh Vĩnh Long như sau. Mình xin chia sẻ với cả nhà. Thì từ 18 giờ ngày hôm qua là ngày 13 tháng 11 năm 2021 tới 7 giờ sáng ngày hôm nay là ngày 14 tháng 11, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận là 210 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Cụ thể như sau, một cái con số rất là cao phải không ạ? 90 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ở tại thành phố Vĩnh Long. Thì xét nghiệm cộng đồng sàng lọc qua thành phố Vĩnh Long đó cả nhà, thì vào ngày hôm qua là ngày thứ bảy và ngày hôm nay là ngày chủ nhật sẽ tiếp tục xét nghiệm sàng lọc nữa nha cả nhà, vào 2 ngày cuối tuần đó. Thì xét nghiệm sàng lọc ở tại thành phố Vĩnh Long là phát hiện là 40 ca nghi nhiễm, Long Hồ là 2, Mang Thít là 6, Vũng Liêm là 4, Tam Bình là 29, Trà Ôn là 9, 56 trường hợp tại các khu vực phong tỏa tại thành phố Vĩnh Long là 20, Tam Bình là 36. À, Vĩnh Long với Tam Bình bây giờ rất là cao luôn. 64 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó tại trung tâm y tế thành phố Vĩnh Long là 11, trung tâm y tế huyện Long Hồ là 31, trung tâm y tế huyện Trà Ôn là 10, trung tâm y tế huyện Bình Tân là 4, khu cách ly cao đẳng Vĩnh Long cơ sở 3 là 8. Thì mình cũng tổng hợp với cái nhà về cái tình hình COVID-19 luôn ha. Thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến 7 giờ sáng ngày 14 tháng 11 năm 2021, Vĩnh Long đã có là 4.528 ca nhiễm đã công bố, trong đó có 14 ca nhập cảnh, 4.507 ca cộng đồng và 210 trường hợp nghi nhiễm mới mà đang chờ Bộ Y tế công bố. Tính riêng từ ngày 9 tháng 7 năm 2021 thì Vĩnh Long đã ghi nhận là 4.406 ca. Trong đó các ca đã công bố như sau: số ca mắc cộng đồng trong tỉnh là 4.228 trường hợp, trong đó là thành phố Vĩnh Long là 795, Long Hồ là 1.044, Mang Thít là 329, Vũng Liêm là 185, Tam Bình là 995, Trà Ôn là 252, Bình Minh là 374, Bình Tân là 254. Số ca mắc ngoài tỉnh gồm những người từ Tiền Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước đến Vĩnh Long xét nghiệm sàng lọc và phát hiện 279 trường hợp, trong đó thành phố Vĩnh Long là 133, Long Hồ 41, Mang Thít 23, Vũng Liêm 21, Tam Bình 21, Trà Ôn 11, Bình Minh 18, Bình Tân 11. Số ca nhập cảnh là 14 trường hợp. Số trường hợp cách ly tập trung F1 là 3.680 người. Số trường hợp cách ly tại nhà F2 là 2.763. Số trường hợp theo dõi sau khi cách ly tập trung là 815. Số trường hợp từ vùng dịch về là 264. Số ca điều trị khỏi trong ngày á, là 35 trường hợp. Cộng dồn thì tổng cộng là 2.734 trường hợp, bao gồm là 14 ca nhập cảnh và ca cộng đồng là 2.720. Số ca tử vong là 51. Thì mình cũng chia sẻ đây với nhà một lần nữa về cái tình hình mà tiêm vaccine nha. Ở tại tỉnh Vĩnh Long á, trong ngày hôm qua, đối với độ tuổi 18 tuổi trở lên á, thì số lượng tiêm trong ngày hôm qua là 74.602 người, cộng dồn là 1.107.731 người. Thì số lượng người đã tiêm mũi 1 là 750.302 người, và số lượng người tiêm mũi 2 thì đã tăng rất là đáng kể luôn, là 357.429 người. Thì khoảng vài ngày nay thì ở tại tỉnh Vĩnh Long là tranh thủ tiêm trả mũi 2 cho bà con đó cả nhà. Ngoài ra mình cũng tổng hợp với cái nhà về cái số lượng tiêm vaccine dành cho trẻ từ 12 tới 17 tuổi luôn. Thì ngày hôm qua thì chỉ tiêm có 5 trẻ thôi, thì cộng dồn đó là 88.437 trẻ em học sinh. Và đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với cả nhà về tình hình dịch bệnh COVID ở tại tỉnh Vĩnh Long trong buổi sáng ngày hôm nay. Tại vì do là thời điểm mưa như vậy á, thì không thể nào mà mình chạy ngoài đường để mình quay được.
chia sẻ với nhà về cái khung cảnh được, tại vì nó sẽ ướt hết các thiết bị á, thành ra nó sẽ bị hư thì nó cũng không có video chia sẻ với cả nhà được. Thành ra cả nhà cũng thông cảm là hôm nay mình quyết định là mình quay cái đoạn đường ở trong nhà của mình luôn đó. Thì chắc cả nhà cũng có thể là nắm sơ về cái tình hình ca mắc ở tại Vĩnh Long như thế nào, phải không ạ? Dạ rồi, thì sẵn đây mình cũng chia sẻ với cả nhà về cái tình hình dịch bệnh COVID-19 ở tại Việt Nam trong ngày hôm qua là ngày 13 tháng 11 nha cả nhà. Thì Bộ Y tế ngày hôm qua ghi nhận là 8.451 ca mắc COVID-19 trong nước, thì đã giảm là 495 ca so với ngày hôm qua, thì tại 57 tỉnh thành phố. Thì cái theo Bộ Y tế tính từ 16 giờ ngày hôm qua thì trên hệ thống quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận là 8.467 ca nhiễm, trong đó có 16 ca nhập cảnh, 8.451 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 3.940 ca cộng đồng. Hôm nay thì số ca mắc COVID trong cả nước hôm qua là giảm được 495 ca. Thì các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì số ca nhiễm bây giờ đã vượt mức 1.200 rồi cả nhà, là 1.240 ca. Đồng Nai là 734 ca, Bình Dương là 631 ca, Tây Ninh là 593 ca, An Giang là 547 ca, Đồng Tháp là 459 ca, Tiền Giang là 356 ca, Sóc Trăng là 296 ca, Vĩnh Long thì đã lên rất là cao rồi, 292 ca, Cà Mau 271 ca, Bình Thuận 265 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 224 ca, Khánh Hòa 209 ca, Bình Phước 198, Bạc Liêu 188, Kiên Giang xuống khá là nhiều cả nhà, chỉ còn 181 thôi. Hà Nội 152, Bình Định 126, Đắk Lắk 126, Trà Vinh 120, Nghệ An 100, Bến Tre 99, Cần Thơ 81, Thái Bình 79, Long An 79, Thừa Thiên Huế 75, Hậu Giang 67, Lâm Đồng 61, Thanh Hóa 30, Hà Giang 57, Ninh Thuận 39, Phú Thọ 39, Đắk Nông 39, Bắc Giang 38, Bắc Ninh 35, Quảng Ngãi 35, Gia Lai 35, Nam Định 31, Quảng Nam 27, Đà Nẵng 26, Hà Tĩnh 24, Hải Dương 21, Điện Biên 20, Phú Yên 17, Quảng Trị 15, Quảng Ninh 13, Hải Phòng 11, Quảng Bình 9, Hưng Yên 7, Hà Nam 5, Vĩnh Phúc 5, Ninh Bình 4, Cao Bằng 4, Thái Nguyên 2, Kon Tum 2, Lào Cai 2 và Sơn La 1. Thì trong 24 giờ qua là ngày hôm qua nha cả nhà, là các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất á, là Tiền Giang giảm được 278 ca, sau đó tới Kiên Giang giảm 222 ca, thành phố Hồ Chí Minh giảm được 148 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất á, so với ngày trước đó là Đắk Lắk tăng tới 126 ca, Bình Phước tăng 99 ca và Đồng Tháp là tăng 76 ca. Thì trung bình số ca nhiễm mới trong nước á, ghi nhận vào 7 ngày qua là rất là cao luôn cả nhà, 8.172 ca trên một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay á, Việt Nam đã có tổng cộng là 1.018.346 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trung bình cứ 1 triệu người thì có 10.036 ca nhiễm. Rồi mình sẽ chia sẻ với nhà tiếp về cái vấn đề tiếp theo ha, là các số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày 13 tháng 11 là cả nước có 1.843 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, giảm 6.553 ca so với ngày trước đó. Ngày trước đó là giảm bệnh được tới 8.396 ca nha cả nhà, là ngày 12 tháng 11 á. Thì tổng ca, số ca mà điều trị khỏi tại Việt Nam là 858.054 ca. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 3.824 ca, tăng 309 ca so với ngày trước đó. Số bệnh nhân tử vong, đây là một số liệu mình cũng muốn thống kê cho cả nhà, là từ 17:30 ngày 12 tháng 11 đến 17:30 ngày 13 tháng 11 ngày hôm qua thì ghi nhận là 88 ca tử vong,
Trong đó thành phố Hồ Chí Minh là 38 ca, Bình Dương là 8 ca, Tây Ninh là 8, An Giang là 6, Tiền Giang là 5, Bình Thuận là 5, Cần Thơ là 4, Bạc Liêu là 4, Đồng Nai là 3, Long An 2, Đồng Tháp 2, Sóc Trăng 2 và Vĩnh Long 1. Hôm nay thì hôm qua thì số ca tử vong trong nước tăng 7 ca so với ngày trước đó. Ngày trước đó là ngày 12 thì có 81 ca tử vong. Thì trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua thì mỗi ngày sẽ là 78 ca. Thì tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam đó cả nhà, tính tổng cộng là 23.018 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới thì tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân thì xếp 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ nha. So với châu Á luôn thì tổng số ca tử vong ở Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân thì xếp số 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì sẵn đây cũng chia sẻ với cả nhà luôn về cái một vài cái thông tin ha, là cũng khá là nổi bật. Đó là ở tại thành phố Hồ Chí Minh, cái điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu Hà Nội sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 vào tối ngày 19 tháng 11 nha cả nhà. Hình như ngày thứ tư hay thứ năm gì đó tuần sau. Rồi thêm một cái tin tức nữa cũng chia sẻ với cả nhà luôn, là giám đốc Sở Công Thương ở thành phố Hồ Chí Minh á, là đề xuất tất cả hàng quán á, được phục vụ thức uống có cồn. Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét cho tất cả các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống có sử dụng thức uống có cồn trên địa bàn thành phố được hoạt động trở lại. Đó là kiến nghị nha cả nhà. Dạ rồi, thì cũng còn một cái thông tin mà mình cũng muốn chia sẻ với cái nhà luôn. Mình thấy nó cũng khá là hay á. Là Hà Nội sẽ có 24 điểm hỗ trợ tư vấn người dân chuyển đổi xe máy cũ. Thì đây là một cái chương trình thí điểm nha cả nhà. Đo kiểm khí thải xe gắn máy cũ đang lưu hành á. Thì Hà Nội sẽ triển khai đầu tiên. Thì mình thấy nè. Sở Giao thông Vận tải á, điểm tư vấn hỗ trợ chuyển đổi xe máy cũ thải bỏ thuộc hãng xe Honda gồm 24 điểm ở Hà Nội nè, và những điểm chuyển đổi xe máy cũ thuộc hãng xe Yamaha, đó là hai hãng xe mà sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nè cả nhà. Mình cũng muốn chia sẻ với nhà, nhưng mà nó phải thỏa ba điều kiện như sau. Thì đầu tiên thì xe máy đó là phải chính chủ, chủ phương tiện có hộ khẩu ở Hà Nội. Xe máy thuộc các hãng như Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM đăng ký lần đầu trước năm 2002 tại Hà Nội, có đầy đủ các bộ phận như khung xe, động cơ, bình nhiên liệu, tay nắm, bánh xe, giảm xóc, ống xả. Xe máy hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe với cơ quan đăng ký, có giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe được cấp bởi cơ quan đăng ký. Đó thì mình thấy á, Hà Nội đang thí điểm cái chương trình đổi xe máy cũ chạy khoảng trên dưới 20 năm cả nhà. Thì dự kiến là khoảng là 4 triệu xe đó sẽ được đổi. Thì đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ với cả nhà về cái tình hình dịch bệnh Covid ở tại tỉnh Vĩnh Long trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày 14 tháng 11, cũng như là ở Việt Nam vào ngày hôm qua với bữa nay, vào ngày hôm qua nha cả nhà, là ngày 13 tháng 11. Với những cái tin tức mà mình thấy nó cũng khá là hay á, mà mình muốn chia sẻ với cái nhà là như vậy. Một lần nữa thì cảm ơn anh chị em, cô chú bác đã bỏ thời gian theo dõi video của Khương Nhật Minh. Hẹn gặp lại anh chị em, cô chú bác vào video tiếp theo. Chúc anh chị em, cô chú bác ha, luôn luôn dồi dào sức khỏe. Dạ, chào tạm biệt cả nhà.